TT1985 review xin chào tất cả mọi người ha. Thì video hôm nay là ngày 28 tháng 3 nha mọi người. Thì mình cũng có vài con điện thoại, thì mong mọi người xem được con nào á, thì mọi người cứ liên hệ nha 0963 595 262. Và đây là số điện thoại của mình cũng như là Zalo đều là số này hết. Và mình có đánh số thứ tự hết á mọi người. Thì mọi người mua con nào thì mọi người lưu ý á. Đó, ví dụ như đây là con số 27 nè. Đó, mọi người cứ nói là thì mình muốn mua con điện thoại số 27 video ngày 28 tháng 3 thì mình sẽ tư vấn cho mọi người dễ hơn ha. Rồi thì con số 1 là một con Nokia 2 nè mọi người. Con này là Nokia 2 nha. RAM con này là 1 chấm. Con này thì RAM của nó là RAM 1, bộ nhớ là 8 thôi mọi người ha. Màn hình là 5 inch, pin được 4.000. Thích hợp mua về nghe gọi, con này thì mọi người mua về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ok. Nói chung là máy chịu cháy thì ngon lành. Giá thì chỉ có 600 ngàn thôi, 600 ngàn và tặng cho mọi người một bộ sạc nha. TT sẽ tặng cho mọi người một bộ sạc. Đó. Rồi con số 2 là một con Redmi 6, mọi người Xiaomi Redmi 6 RAM 3 nha. Con này được cái là bản RAM 3, bộ nhớ là 32, màn hình là 5,45 inch nha. Chip là Helio B22, xài được 4G nha. Con này xài được 4G, pin là 3.000. Đó, máy thì ok hết á mọi người. Được cái là bản RAM 3 luôn á. Được cái là bản RAM 3 bộ nhớ 32, pin rất là trâu nha mọi người. Con này thì mọi người lấy thì mình sẽ để lại cho mọi người giá là 850 nha. 850, được cái là bản RAM 3 bộ nhớ là 32 ha, pin rất là trâu nha. Nói chung pin bọt là ở trâu, vân tay đầy đủ, ngoại hình thì viền vứt cũng là rất là ngon nha. 850 thôi mọi người. Redmi 6. Rồi tiếp theo là con số 3 nè. Số 3 là một con Samsung. Samsung J5 nha, Samsung J5 màn hình Super AMOLED RAM 1.5, màn hình rất là đẹp nè mọi người ha. Màn hình nhìn rất là rõ luôn. Nói chung mấy con này thì màn hình Super AMOLED thì mọi người ra ngoài nắng nó không bị chói. RAM 1.5 bộ nhớ là 8, chip Snapdragon luôn á. Chip Snapdragon là 410, pin là 2006. Con này thì ngoại hình đẹp nha, viền vứt còn rất là đẹp mọi người nè. Viền màu bạc còn rất là đẹp luôn, vỏ cũng còn rất là đẹp nha. Đó, giá thì chỉ có 850 một cây thôi. Samsung J5 màn AMOLED rất là đẹp, 850 nha. Rồi số 4 nè, số 4 là một con Samsung J3. Samsung J3 con này là 1.5, RAM 1.5 bộ nhớ là 8, màn hình cũng là Super AMOLED luôn, 5 inch HD cộng. Đây, màn cũng rất là đẹp nha mọi người. Màn ok, không ám ố gì hết, màn cũng rất là đẹp luôn. Con này thì hiện tại mua về để mà nghe cũng nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ngon. Cam ký đồ nét nha. Đó, con này thì hiện tại tôi đi để lại cho mọi người giá là 700 nha. Con này là để lại cho mọi người giá 700 ngàn thôi, bao rẻ ha. Số 4 giá 700. Rồi số 5 nè, số 5 là một con VMAX Acti. VMAX Acti 3 màn hình là 6,39 inch full HD cộng ha, màu tím nè mọi người. Cáp sạc là cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh nha, Type-C hỗ trợ sạc nhanh màu tím rất là đẹp. Cái con này á là con người dùng họ dán keo, mình mới tháo keo ra mọi người, mình mới tháo keo luôn, máy vỏ nha, vỏ zin theo máy luôn, email con này nọ còn đầy đủ trên vỏ nè. Đó, nói chung là người này người dùng họ xài rất là kỹ, dán cái keo thì mình tháo ra là còn mới ken luôn á ha. Chip là Helio B60, RAM 6 bộ nhớ là 64 lận, cam là 48 chấm, pin là 4.000. Con này hiện tại là giá là 1.850. Con này cam thục thò luôn nha mọi người, mọi người xem nè ha, cam nè, mọi người cam ở trên đây nè là cam thục thò, cam rất là nét nha mấy con đó, thấy chưa mọi người thấy không ha, cam rất là ok nha. Tại cái máy quay cái điện thoại của mình đang bật đèn LED á nên mọi người thấy chói nha. Đó, nói chung là full hết ha. Đó, cam thục thò, cam chụp bao nét, cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh lên đến 15W nữa. Con này hiện tại mình sẽ để lại cho mọi người giá là 1.850. Con này là máy zin hết nguyên cây luôn mọi người ha, màn zin, vỏ zin, men zin, chưa bung máy gì hết, con này zin luôn. Số 5, số 6 nè. Số 6 là một con Samsung A10s. Samsung A10s RAM 2 bộ nhớ là 32, 6,2 inch HD cộng, chip là Helio B22, 4G, pin là 4.000. Con này là 1.350 nha. Vân tay đầy đủ, màn hiển thị đẹp nè ha, full hết á. Nói chung mấy con này thì full, mọi người mua về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ngon. Màn hình hiển thị thì rất là đẹp, full hết nha. Giá là 1.350. Số 8, Samsung S7. Samsung S7 màn hình là Super AMOLED 5,1 inch, RAM 4 nha mọi người, RAM 4 bộ nhớ là 32, chip là Exynos 8890 ha. Vỏ zin có phải có chày theo thời gian nè. Đó, nói chung là vỏ zin đây, đây bị chày chỗ này nữa nè mọi người ha. Xài được 4G, pin là 3.000 nha. Con này thì hiện tại mình sẽ thanh lý cho mọi người giá chính xị thôi, màn rất là đẹp luôn mọi người.
Màn mình thấy cảm thấy màn 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 có lưu ảnh nhẹ nha, màn có lưu ảnh nhẹ thôi, được cái bản RAM 4 nhớ 64, mua mấy ngày về Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ngon. Giá là 900 ngàn nha mọi người. Số 8. Số 9 là một con A Samsung A3 đời 2016. Màn hình cũng là 4,7 inch thôi mọi người. Đó, màn hình ở 4,7 inch. Super AMOLED luôn á, RAM con này thì RAM 1.5, bộ nhớ là 16, xài được 4G, pin là 2003. Con này thì chính xị thôi mọi người. Máy thì rất là ngon luôn, full hết tất cả nha. Giá là nói chung là con này thì để lại cho mọi người trả 900 ngàn thôi. Ngoại hình đẹp á mọi người. Viền vứt vỏ viền còn rất là đẹp luôn. Số 9 Samsung A3 đời 2016. Giá chính xị. Rồi số 10 nè. Số 10 là một con Samsung A30. RAM 3 bộ nhớ là 32, màn hình là Super AMOLED 6,4 inch full HD cận. Chip con này là chip Exynos nha mọi người, 7907904, xài được 4G, pin là 4000. Con này thì TV để lại cho mọi người giá 1,4 triệu. Con này để cái giá rẻ thanh lý cho mọi người luôn nha. Máy thì chỉ lợi vật thôi. Có nghĩa là mọi người để im như thế này nè, tự nhiên màn hình khoảng chừng 1 phút cái màn hình nó tự sáng lên thôi. Chỉ vậy thôi, pin bao trâu, mình để từ trưa tới giờ mà pin vẫn còn 95%, mình thay pin mới luôn mọi người. Xài ngon lành, cam kết chụp Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ngon lành hết nha. Màn rất là đẹp nè, màn zin nha, không phải, nếu mà không phải màn zin cho anh em luôn máy, nhưng mà nó chỉ lỗi duy nhất là mình để nguyên như thế này nè, lâu lâu cái màn hình nó tự sáng lên thôi. Đó, nó sáng lên như thế này xong tí nó tắt xuống, cái tầm khoảng 1 phút nó sẽ lại sáng lại. Nó chỉ vậy thôi mọi người, nhưng mà pin rất là cầm nha. Thanh nên thanh lý cho mọi người giá 1,4 triệu nè. A30 mà giá bao rẻ luôn ha. Đó, đầy đủ phụ kiện hết đó mọi người. Số 11 Samsung A50. Samsung A50 con này mình mới lấy về nha. Thì một cây bộ hỏng con giá 1,5 triệu mình bán rồi. Cây này là RAM 4 bộ nhớ 64, chip Snapdragon, con này chip ROM ấy. Chip Exynos mọi người ơi, 9610, màn hình là AMOLED á. Super AMOLED luôn, xài được 4G, cam là 25 chấm. Pin là 4000. Con này thì hiện tại mình sẽ để lại cho mọi người cái giá là 1 triệu qua. 1,7 triệu mọi người xài nha. Màn đẹp nè, màn zin nha. Màn zin bao đẹp full hết ha mọi người ha, màn zin bao đẹp full hết. Đó. Thôi. Giá là 1 triệu 7. Hình như là con này cam M hay sao mọi người. Con này cam M hay sao. Mọi người chờ mình tí số A50. A50 mà mình để cái giá thì thôi để lại cho mọi người, con này cam nó hơi mờ nên để lại cho mọi người giá 1 triệu 6 thôi nha. A50 để lại cho mọi người giá 1 triệu 6. Máy hơi bị đẹp á mọi người. Rồi số 12 nha mọi người. Số 12 là một con Vmax P3. Vmax P3 con này là RAM 2 bộ nhớ 16, màn hình rất là to, màn hình 6 inch luôn á. Chip là MT6739, 4G, pin là 3000. Màn hình nè mọi người, con này màn hình hơi bị to á ha. Giá thì rất là bèo luôn, full hết. Đó, giá thì bao bèo. Màn hình hiển thị rất là đẹp nha, máy zin hết nguyên cây, giá là 8 xị thôi ha. Giá là 800k. Rồi tiếp theo nè. Tiếp theo là con Nokia. Nokia 6 nha mọi người. Nokia 6 màn hình là 5.5 inch, full HD cộng, RAM 3 bộ nhớ là 32, vỏ viền bằng nhôm ấy mọi người. Nói chung là nhìn rất là chắc chắn luôn. RAM 3 bộ nhớ 32, xài được 4G, chip Snapdragon là 430. Pin pin là 3000 nha. Pin là 3000. Con này thì để lại cho mọi người giá là 1,050 triệu. Màn hình to nè. Đó, màn hình rất là đẹp nha. Nói chung là full hết tất cả chức năng. Để lại cho mọi người 1,050 triệu nha. Nokia 6. Rồi số 14 nè mọi người. Số 14 là Oppo A3s. Oppo A3s. Sorry. Oppo A83 nha, có hai còn hai màu. Oppo A83 RAM 4 bộ nhớ 64, 5,7 inch HD cộng, chip là Helio B23 nha mọi người. Xài được 4G, pin là 3100, giá thì chỉ 1,3 triệu thôi. Máy full hết á. Đây, màn hình hiển thị đẹp, máy full hết ok hết nha. Giá thì thanh lý đang thanh lý cho mọi người giá chỉ có 1,3 triệu thôi, ở bộ A83. Rồi số 15 nè. 15 là một con Redmi 5 LED. Xiaomi Redmi 5 LED, RAM 3 bộ nhớ là 32, màn hình là 5,99 inch HD cộng á. Chip Snapdragon là 625, pin là 4000, giá 1,1 triệu à. Giá 1,1 triệu, pin rất là trâu nha mọi người, màn hình hiển thị rất là đẹp, full ha. Đây. Giá thì bao bèo, chỉ có 1,1 triệu thôi nha. 1,100,000. Rồi số 16 nè. Số 16 là iPhone 5S. iPhone 5S bản 16 GB, máy quốc tế nha. Pin là pin thay mới.
Giá là 7 xị một cây thôi, màng rất là đẹp. Nói chung là những con này thì giá 7 xị à, thích hợp bán cho mọi người để mua về nghe gọi hoặc là Zalo hoặc là Facebook hoặc là YouTube thì ok nha. Đó, ngon lành nè. YouTube nè, Zalo, Facebook nè, TikTok nè, chạy ngon mượt nha mọi người. Giá thì chỉ 7 xị thôi. Máy quốc tế không dính tài khoản, không ai làm ha, chỉ bị mất quan ta. Rồi số 17. Số 17 là một con Vivo. Vivo Y66. RAM 3, bộ nhớ là 32, 5,5 inch nha mọi người, xài được 4G. Chip Snapdragon là 430. Ha. Pin là 3000, con này thì để lại cho mọi người giá 9 xị nha. RAM 3 bộ nhớ 32, 4G. Nói chung máy ok, màn rất là đẹp nè. Đó, mọi người thấy màn hiển thị bao đẹp không? Ha. Full hết, nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube, nhưng nói chung vài trăm ngàn mà bao cho mọi người đầy đủ những cái ứng dụng đó là ngon rồi nha. Đó. Số 18 nè. Số 18 là số 19 đều là một con iPhone 6G nha. Đều là iPhone 6G hết. Thì con số 18 là bản 32GB nó bị mất vân tay rồi mọi người. Con này thì mất vân tay, pin là pin thay mới. Và bản của nó là bản 32GB. Giá thì để lại cho mọi người 1 triệu món thôi. Pin rất là ok nha, pin rất là trâu luôn, pin thay mới mọi người. YouTube, máy quốc tế nha, không dính tài khoản, không ai làm Facebook nè, Zalo nè, đầy đủ tất cả chức năng ha. Ngoại hình thì vỏ viền cũng ok, tương đối tầm 85-90%, giá 1 triệu mốt thôi. Con số 19 nè, số 19 là 6G bản 64GB, con này thì 64GB máy quốc tế, zin ken hết nha, vỏ viền màu, ngoại hình còn đẹp, con này là màu bạc nha mọi người, màn hình sẽ là màu trắng, màn hình hiển thị rất là đẹp, được cái là bản 64GB, máy full hết á, mua về là máy phủ rất là ngon, ha. Được cái 64GB thì mình lưu rất là nhiều luôn. Rồi số 19, số 20 là iPhone 6 LED 64GB. Con này là máy quốc tế, pin là pin còn 79%, mắc vân tay nha mọi người. Giá 1.450.000 thôi nha. Được cái ngoại hình còn ok đẹp. Đó, 6 LED bản 64GB chỉ bị mất vân tay, pin là còn 79%. Màn rất là đẹp nè mọi người, màn bao đẹp luôn à, màn zin mọi người thấy không? Ha. Nói chung có 1.450.000 à, mua về làm máy phụ rất là ngon, bao đẹp. Số 20. Rồi số 21 nè mọi người. Số 21 là cũng là iPhone 6 LED và nó là bản 64GB máy quốc tế, zin hết nguyên cây nha, màn zin, vỏ zin, men zin. Đó, vỏ con này thì có một cái vết ố nè. Đó nên con này thì đợi lại cho mọi người giá 1.650.000 nha. Con này thì đợi lại cho mọi người xong 1.650.000, còn con này là 1.750.000 nha. 6 LED bản 64GB máy quốc tế, zin ken, pin là pin mới, giá là 1.750.000 nha mọi người. Ha. 1.750.000, còn con màu bạc, còn con màu xám này sẽ để cho mọi người giá là 1.650.000 nha. Đó, bớt cho mọi người xuống 100 luôn. Rồi tiếp theo là số 22 nè. 22 là iPhone 5 SE nha. iPhone 5 SE cấu hình như một con iPhone 6S, máy đẹp ken. Còn đúng 3 cây 3 màu, màu đen, màu hồng và màu bạc. Đó, mọi người thích lấy màu nào thì lấy. Máy vỏ zin, men zin, màn zin nè, mọi người xem nè, không một tì vết luôn. Ha, viền vứt đầu bao đẹp nha, full hết đó mọi người. Bản 32GB máy quốc tế nha, không dính tài khoản, không ai lao, màn bao đẹp. Đây. Con nào mình mở nguồn, trời chưa con nào mình mở nguồn hết anh em ơi. Nói chung là máy màn rất là đẹp, bản 32GB full hết á. Ha. Đó, có bà còn đúng 3 màu. iPhone 5 SE cấu hình như một con iPhone 6S nha mọi người. Đó. Rồi số 23 nè. 23 là iPhone 6S bản 16GB máy đẹp ken. 99% nha. Zin hết, pin là pin thay mới, full hết tất cả chức năng. Giá 1.700.000 thôi. À, màu hồng, còn màu hồng nha mọi người xem nè, zin từng ốc, máy bao đẹp full hết, cực kỳ đẹp luôn á, màn đó, mua máy này về thì rất là bao xài nha. Rồi con này thì bản 16GB thôi mọi người, được cái là zin hết nguyên cây, giá 1.700.000 nha. Số 24 thì cũng là 6S bản 32GB nha, máy quốc tế full, máy full hết á mọi người, pin là pin thay mới, giá 1.600.000 thôi, nhưng mà được cái bản 32GB nha. Vỏ viền thì có phải có chày nha, con này thì có phải có chày đó, nhưng mà được cái màn zin thì bao ok full hết đó, giá 1.600.000 thôi. Rồi số 25 là một con 7 LED A7G chứ mọi người, iPhone 7G, con này thì bản của nó là 32GB máy quốc tế full hết nha, pin là pin thay mới, giá 1.900.000, vỏ viền thì vỏ zin theo máy nha, có phải tầm khoảng 90% nha, nhưng mà được cái màn thì ok. À con này hình như màn con này có phản quang nhẹ nha mọi người, còn mình quên mở nguồn mất tiêu, con này mình quên mở nguồn, con này thì có màn có phản quang nhẹ thôi, nên thôi để lại cho mọi người giá 1.700.000 luôn, ok chưa? iPhone 7G 32GB mà để lại cho mọi người giá 1.700.000 mọi người xài thôi
bao đẹp, bao ok nha, màn bao màn zin cho mọi người ha. Giá 1 triệu 7 thôi, số 25. Rồi số 26 nè mọi người. Số 26 là một con iPhone 8 LED bản 64GB, máy quốc tế, pin thay mới ha mọi người ha. Con này thì để lại cho mọi người giá là 3 triệu 4 thôi, 3 triệu 4 nha, màn zin nha mọi người ha. Một con này mình mới thu lại từ người dùng, màn zin bao đẹp đây ha, máy ok hết đó. iPhone 8 LED bản 64GB, máy quốc tế, pin thay mới, vân tay vân chân còn đầy đủ nha mọi người đó. Con này đây mọi người xem nè, nói chung là máy mà những con này xài thì bao xài, màn thì bao ngược hết đó mọi người, trung tâm này nó còn đầy đủ nè mọi người thấy không ha. Đó, giá thì bao bèo cho mọi người luôn, 3 triệu tư thôi ha, iPhone 8 LED. Rồi số 27. 27 là một con iPhone 6S LED bản 64GB, máy đẹp keng quốc tế nha, không dính tài khoản, không ai lao, pin là pin thay mới, zin keng hết, 2 triệu 6, vỏ zin nên zin màn zin bao đẹp ha. Đó, full hết tất cả chức năng, màn rất là đẹp nè mọi người. Đó, iPhone 6S LED thì cấu hình cao, mọi người mua về chiến game Liên Quân, PUBG, Free Fire là hơi bị ngon nha, 8 LED vẫn vậy nè. Đó, rồi tiếp theo là số 7 LED, iPhone 7 LED nè, có hai con, số 28 và số 29 đó mọi người nha. 7 LED đều là con này thì phải chạy nhiều, số 29 nè. Số 28 thì giá 2 triệu 8 thôi ha. Số 28 giá là 2 triệu 8, còn số 29 giá là 2 triệu 4. Vỏ viền có phải có chày nhưng mà được cái là zin hết nguyên cây ha. Vỏ zin, men zin, màng zin, pin là pin thay mới. Đó, máy zin hết. Đây, con số 28 thì ngoại hình còn ok nên giá sẽ là 2 triệu 8. Còn con 29 thì ngoại hình nó vỏ viền zin nhưng mà nó phải chày ha, nên để cho mọi người giá thì chỉ có 2 triệu 4 thôi nha. Con này 2 triệu 8, số 28 2 triệu 8. Số 29 viền vứt phải chày. Đó, nha, nên để lại giá bao bèo. Nhưng mà mua mấy này thật sự mọi người, màn zin thì mọi người mua về chiến game Liên Quân, PUBG, Free Fire thì quá ok rồi nha. Rồi, số 28 và số 29. Rồi số 30 nè mọi người. Số 30 và số 31 nha. Số 30 số 1 iPhone XR. iPhone XR con này thì bản 64GB mọi người. Bản 64GB, máy quốc tế, máy zin nha, máy zin, pin pin là pin zin luôn. Hình như là pin còn 86%. Giá là 4 triệu 8 cho mọi người thôi, bao rẻ nha mọi người. Giá là 4 triệu 8, bao rẻ cho mọi người ha. Rồi, máy rất là đẹp nè, màn zin nha mọi người, thật sự luôn. Đây, ok chưa, full hết đó mọi người ha, bao đẹp. Trung tâm này nọ còn đầy đủ hết luôn. Đây, mình test cho mọi người. Đây, trung tâm xanh lè xanh lét nha, thật sự luôn. Máy này giá bao bèo, 4 triệu 8 thôi mọi người, bản 64GB. Rồi con này là bản 128GB nè mọi người, bản 128GB và nó là bản Việt Nam, bản VN á, pin là pin thay mới nha, full hết, cũng zin keng, giá thì 5 triệu 3. A5 à, con này để lại cho mọi người 5 triệu 4 chứ, 5 triệu 4 nha mọi người. Từ cái bản 128GB, máy ok hết, màn rất là đẹp luôn ha. Trung tâm xanh lè xanh lét. Đó, nói chung là máy hơi bị đẹp. Con này thật sự zin hết nguyên cây. 5 triệu 4 nha. Rồi số 32 là một con iPhone XS Max. iPhone XS Max bản 256GB. Con này là người dùng họ có dán cái miếng miếng keo mọi người, miếng keo keo lưng cho chống chày ha. 256GB, máy quốc tế, pin còn 97%, mà vỏ zin, men zin, màng zin nha. Và để lại cho mọi người giá là 6 triệu 7. 6 triệu 7 mọi người xài nha. Máy đẹp, màn rất là đẹp luôn. Máy con này thật sự con này là cứng khừ luôn mọi người ha. Đó, full hết tất cả nha. Cam kiếm rồi chụp bao nét. iPhone XS Max bản quốc tế 256GB, 6 triệu 7 nha mọi người. Số 33. 33 là một con iPhone 11, iPhone 11 Pro Max, cũng là bản 256GB luôn, zin keng, pin là 85% ha, full hết, giá là 10 triệu 8. Đây, màn zin, vỏ zin, men zin, pin là pin zin theo máy luôn nha. Đó, nói chung là máy rất là ngon, ok hết nè, full hết tất cả chức năng ha. Cam kiếm chụp thì bao nét rồi mọi người. Đó, đây, phiền vứt nè ha, 256GB, giá là 10 triệu 8 thôi. Đó, rồi số 34. 34 là Oppo A3s. Đó, có 3 màu nha mọi người, còn đúng 3 màu, màu hồng, màu đỏ và màu đen ha. Oppo A3s bản RAM 6, bộ nhớ lên đến 128, 5,5 inch nha, chip Snapdragon là 450, chiến game được nha mọi người, pin là 4230, màn hình hiển thị rất là đẹp.
màn hình hiển thị là mọi người xem nè, được cái là chip Snapdragon là 42, nói chung là 450. Mọi người mua con này về Liên Quân hay là Free Fire vẫn được nha, Liên Quân Free Fire vẫn được. Ngoại hình cấu hình rất là đẹp đó, RAM 6 bộ nhớ 128, pin lại trâu ha, pin lại trâu, cấu hình lại tương đối ok khỏe, mà giá thì chỉ có 1,7 triệu thôi mọi người nha, 1,7 triệu Oppo A3s. Rồi tiếp theo số 35 nè, 35 là con Lenovo, Lenovo Phật 2 mọi người. Màn hình là 6,4 inch. Đây màn hình to nha mọi người. Con này màn hình rất là to, mình quên mở nguồn rồi. Đó, chip là MT8735, xài được 4G, xài được SIM luôn nha. Máy rất là to nè, pin là 4000, được RAM 3 bộ nhớ 32. Con này thì mình sẽ để lại cho mọi người giá 1,1 triệu thôi. Full hết á mọi người, giá thì chỉ có 1,1 triệu thôi. Nè, màn hình đang lên nè, mọi người xem nha. Đó. Nó lên này nè mọi người. Nói chung con này, con này thật sự luôn, màn rất là đẹp nè. Mà mọi người thấy không, cái màn rất là to nha. Này là mấy anh chị nào mà lớn tuổi hoặc là mua về cho các bé xem YouTube này nó cũng rất là ngon, hoặc mua về mình con này hát karaoke cũng rất là ok luôn nha. Nói chung màn nè, một màn cũng hơi bị to, cầm nhỏ gọn vừa. Cầm con này cầm vừa hát karaoke ngon lành. Giá thì chỉ 1,1 triệu thôi. Lenovo Phật 2 nha mọi người. Đó, số 35. Rồi giờ tiếp theo có mấy con hàng full hợp nè. Ha, nói chung là Oppo, Oppo A56 bản 5G, Oppo A56 bản 5G, màn hình là 6,5 inch, ha, chip là Dimensity 700, RAM 6 nha mọi người, bản RAM 6 bộ nhớ 128, pin là 5000, phụ kiện thì đầy đủ nha, củ sạc, dây sạc, tặng cho mọi người thêm một cái tai nghe nữa. Máy rất là đẹp luôn, máy đẹp 99% nha, bảo hành cho mọi người là 6 tháng nha. Con này thì bảo hành cho mọi người 6 tháng màn nè. Đó, mọi người thấy không, màn hiển thị rất là đẹp, full hết á mọi người ha. Pin tới 5000, pin là bao châu luôn ha. Pin là bao châu, bảo hành cho mọi người 6 tháng nha, giá là 3,5 triệu. Đó. RAM 6 bộ nhớ lên đến 128, máy đẹp nha mọi người, máy đẹp keng luôn á ha. Rồi tiếp theo nè, là con Vivo Y95 nè. Vivo Y95 màu đỏ ha. RAM 6 bộ nhớ là 128, màn hình là 6,22 inch. Đó, chip Snapdragon là 6439, phụ kiện đầy đủ nè, củ sạc, dây sạc, tai nghe, pin là 4030, tặng đầy đủ phụ kiện nha. Giá thì chỉ có 1,7 triệu thôi mọi người. Ngoại hình thì ok, vân tay vào sau lưng luôn nè. Đó, màn rất là đẹp. Đây màn hiển thị nè, mọi người thấy không, full hết nha, full zin hết nguyên cây á ha. Máy bao đẹp, giá thì để lại cho mọi người 1,7 triệu thôi. Vivo Y95 đó mọi người. Ở tiếp theo số Vivo nữa nè, đây là Vivo Y17, Vivo Y17 RAM cũng là bản RAM 6 bộ nhớ lên đến 128, 6,35 inch, chip là Helio B35 nhá, 4G, màn hình là HD cộng đó mọi người. Đây nè, con này là cũng có miếng keo dán lại nè, đó mọi người tháo ra là mới keng ha, bảo vệ cho nó đừng có chày thôi, vân tay sau lưng luôn nè. HD cộng, pin 5000 rất là trâu mọi người. Màn hình hiển thị bao đẹp ha. Màn hình hiển thị bao đẹp, full hết á. Đó, giá thì chỉ có 2,4 triệu thôi. Phụ kiện thì đầy đủ nhá. 2,4 triệu cho mọi người. Vivo Y17. Rồi tiếp theo ha, Oppo F11. Đây. Oppo F11 RAM 6 bộ nhớ lên đến 128, 6,5 inch full HD cộng. Chip là chip Helio B70 nhá. Cam là 48 chấm, pin là 4020, màn hình hiển thị bao đẹp cho mọi người luôn. Wow, màn hình hiển thị bao đẹp. Đây. Đẹp chưa? Keng nha mọi người, viền vứt nè nha. Nói chung là đẹp 99%, bảo hành cho mọi người 6 tháng luôn ha. Để cài đặt hết cho mọi người nên mọi người cứ yên tâm nha. Đó. Máy đẹp cực kỳ không? Ha, màn hình mọi người thấy màn hình hiển thị không? Bao đẹp nha. Bảo hành cho mọi người 6 tháng ha. Bao test 7 ngày loại đổi mới khác nha mọi người. Bảo hành 6 tháng. Rồi tiếp theo một con hàng full hợp đó nè, cũng là con cuối cùng luôn ha, cũng là hàng con full hợp cuối cùng là Oppo F3 Lite hay còn gọi là Oppo A57, cũng là nó nha. RAM 3 muốn nhớ là 32, màn hình là 5,2 inch, pin là 2009, màn hình hiển thị ok ha, full hết, thích hợp nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube các kiểu. Ngoại hình đẹp nha, vỏ viền còn rất là đẹp ha. Đây full hết, tặng đầy đủ phụ kiện nha mọi người, ốp lưng cường lực, bộ sạc nhá. Giá thì thanh lý cho mọi người 1,000 thôi.
Ok chưa? Thanh lý cho mọi người giá 1 triệu chẵn nha. Rồi tiếp theo này. À, số hồi nãy là số 35 rồi, số 36 nè, số thứ tự là số 36. Con này là do cái mồ hôi mà máy vỏ viền còn rất là đẹp luôn, full hết á. Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Note 9 Pro nha. Màn hình 6,67 inch Full HD cộng, chip Snapdragon là 720, chip ROG á 720. RAM 6 bộ nhớ lên đến 128 ha. Cam là 64.4G, pin là 5020. Sạc nhanh ở chế độ là 33W nha. Chế độ sạc nhanh 33W. Hiện tại thanh lý 30W chứ. Hiện tại thanh lý cho mọi người giá là 2,9 triệu. 2,9 triệu nha màn. Nói chung máy này thì mọi người mua về chiến game là bao đã, thật sự luôn. Màn zin hết nha mọi người, bao đẹp. Rồi số 37 nè, Samsung. Samsung Z6 LED nha. RAM 3 bộ nhớ là 32, màn hình là 6 inch HD cộng, chip Snapdragon là 425, pin là 3300, giá là 1,450 triệu. Ngoại hình đẹp đẹp nha mọi người, những con này thì ngoại hình đẹp, vỏ viền còn rất là đẹp luôn, full hết nè. Ha. Đây màn thì ok. Con này thì để lại cho mọi người giá là 1,450 triệu nha. Thôi để lại cho mọi người 1,4 triệu thôi nha. 1,4 triệu mọi người xài Samsung Z6 LED. Đó, pin 3300, ngoại hình rất là đẹp nha. Tiếp theo nha mọi người, số 38 nè. Số 38 là một con Samsung A12 màu trắng, RAM 4 bộ nhớ là 128, 6,5 inch. Máy đẹp keng mọi người. Con này mình mới thu lại bên tiệm cầm đồ nè, máy đẹp keng luôn nè. Vỏ viền còn rất là đẹp nè. Đó, mọi người thấy không, màu trắng ha. Đó, anh em nào thích màu trắng thì lấy con này. RAM 4 thôi, RAM 4 bộ nhớ 64 ha. Mình có bản RAM 6 nữa mọi người thích lấy bản RAM 6 thì cũng được. Mình có con bản RAM 6 nữa nha. Đây mọi người chờ mình xíu. Con này là bản RAM 4 thôi, cam 48 chấm, pin là 5000, sạc nhanh là 15W nha mọi người. Sạc nhanh ở chế độ là 15W ha. Chip là Helio G35, pin 5000. Đây, máy ok. Con này thì RAM 4 cũng nhớ 128, để lại cho mọi người máy đẹp keng á. 2,5 triệu thôi ha. 2,5 triệu cho mọi người xài. Con số 38 và con này là bản RAM 6 nè mọi người, màu xanh. Máy đẹp nha, cái này là đây. Đó. Màu xanh thì là bản RAM 6 bộ nhớ lên đến 128, giá là 2 triệu. Con này 2 triệu mấy đây? 2,5 triệu đúng không? Rồi con này để lại cho mọi người 2,6 triệu nha. 2,6 triệu. Đó, ok chưa? Rồi số 39 nè. Samsung A51 ha, Samsung A51 RAM 6 bộ nhớ lên đến 128, màn hình là Super AMOLED nha, 6,5 inch Full HD cộng, 4G nha mọi người. Chip là Exynos 9611. Cam 48 chấm, pin là 4000, sạc nhanh, sạc tay si nha. Giá là 2,6 triệu. Con này thì vỏ viền có phải có chày nha mọi người. Nói chung là con A51 viền vứt thì có phải có chày ha. Đó. Đây, máy phải có chày nha, nhưng mà được cái màn AMOLED thì bao đẹp ha, full hết màn zin nha mọi người. Đó. Giá thì chỉ có 2,6 triệu thôi nha, số 39 2,6 triệu. 40. Samsung S9 LED, Samsung S9 LED. Màn hình là 6,2 inch Super AMOLED Quad HD cộng, RAM 6 nha, bản RAM 6 bộ nhớ là 64, chip là Exynos 9810, pin là 3500. Con này thì để lại S9 LED nha, để lại cho mọi người giá 2,7 triệu thôi ha. 2,7 triệu, màn rất là đẹp luôn mọi người. Màn rất là đẹp luôn, màn không ám ố nha, màn bao đẹp. Đây, màn bao đẹp luôn mọi người. Màn mọi người thấy không, màn rất là đẹp nha. Màn hình cong nha, con này là màn hình cong. Đó, thì để lại cho mọi người 2,7 triệu thôi. 2,7 triệu mọi người xài nha. Viền vứt thì có phải có chày nha mọi người. Viền thì có phải có chày nha. Đó, máy đã qua sử dụng thì viền có phải có chày tí xíu. Giá thì 2,7 triệu thôi. Số 41 nè, Realme 9. Con này là Realme 9, RAM 8 cộng 4, bộ nhớ lên đến 128, màn hình là Super AMOLED 6,4 inch Full HD cộng, chip Snapdragon nha, 680, 4G, pin là 5000. Sạc nhanh ở chế độ là 33W ha. 33, con này để lại cho mọi người giá là 3,3 triệu luôn. Màn hình rất là đẹp, màn zin, vỏ zin, men zin nha mọi người ha. Máy rất là đẹp, full hết. Mua con này về chiến game là ok, màn hình đục lỗ luôn nè. Ha. Đó, máy đẹp keng nha, con này thì máy đẹp keng, 3,3 triệu, pin 5000 bao châu nha mọi người. 42 nè. Samsung A71 màu trắng, RAM 8 bộ nhớ lên đến 128, chip Snapdragon là 730, màn hình là Super AMOLED 6,7 inch Full HD cộng, cam là 64 chấm ha, pin là 4500 nha. Con này thì 3,5 triệu thôi ha. Con này thì để lại cho mọi người giá bao rẻ,
thu lại cái giá rẻ thì để lại cho mọi người giá rẻ mọi người xài nha. Màn zin nha mọi người, màn zin nha, bao đẹp full hết á. Đây màn là mọi người cam kiến đồ rất là nét luôn ha, còn 3,5 triệu thôi mọi người. Rồi tiếp theo có mấy con hàng máy tính bảng nè mọi người, máy tính bảng nè, mấy con này là Huawei Tab T3 nha, Huawei Tab T3 10 inch, RAM 2 bộ nhớ là 16 nha mọi người. Con này bản RAM 2 bộ nhớ 16, chip Snapdragon là 425, xài được 4G, xài gắn SIM vô nghe gọi được luôn nha. Pin là 4800, giá là 1,3 triệu thôi, vỏ viền có phải có chày nhưng mà màn hình rất là đẹp nè mọi người. Đây cái nút nguồn đâu rồi, chú cha cái nút nguồn đâu anh em, đây nè, nút nguồn trên đây nè nha mọi người, mình kìm quá máy. Đây màn rất là đẹp nè ha. Đó, nói chung mấy con này thì mọi người mua về xem YouTube, hát ra karaoke là bao đẹp, màn rất là to, nói chung là màn to xem YouTube bao mượt nha. Mấy con này thì Facebook, Zalo, YouTube, TikTok là bao mượt cho mọi người luôn, giá 1,3 triệu thôi nha, 1,3 triệu. Con là Huawei Tab T3 10 inch đó mọi người. Rồi con tiếp theo nè, con này là VNPT ha, VNPT Tab A8, RAM 3 bộ nhớ là 32, màn hình là 8 inch đó, Android 11 chấm nha, pin là 5000, cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh, sạc ở trên cái đầu nè mọi người, tháo lên cái đầu nè ha, cáp sạc Type-C nè, hỗ trợ sạc nhanh nè. Mà con này á, thì mình test á, thì nó không có ăn SIM nha mọi người, con này thì gắn SIM vô được á, nhưng mà mình test thì nó lại không nhận SIM, thì mình bán theo cái giá là không nhận SIM nha. Nên thôi con này thì để lại cho mọi người giá thì chỉ có 1 triệu chẵn thôi, 1 triệu chẵn tặng cho mọi người một bộ sạc ha. Nói chung là con này mọi người nghe YouTube hơi bị đã luôn nha. Nói chung là người ta thiết kế nè, chống va đập viền, rất là chống va đập. Những con này thì mua về cho các bé xem YouTube rất là ngon ha. Đây, nói chung là máy thì ok hết, giá thì chỉ có 1 triệu à. Nghe rất là đã nha mọi người, tại mình không dám mở nhạc rất là to luôn nhưng mình không dám. Đó, mọi người cứ muốn mua con này thì lên Zalo á, mình có review một đoạn bên Zalo rồi, giá 1 triệu thôi ha. Rồi tiếp theo nè, là con iPad E1 bản 16GB, xài Wi-Fi nha mọi người, xài Wi-Fi 9,7 inch á, pin rất là trâu luôn, 8,500, giá 2,3 triệu. Mấy con này thật sự mọi người mua về pin rất là trâu ha, bao mượt, hát karaoke này nọ là bao ngon, full hết á mọi người ha. Bản Wi-Fi 16GB giá là 2,3 triệu, con này là giá là 2,3 triệu nha. Rồi con cuối cùng nha mọi người, là một con Samsung nè, Samsung Tab S, con này là 10,5 inch ha, màn rất là to. Tab S hay còn gọi là SMT 800, RAM 3 nha, con này được cái là bản RAM 3 bộ nhớ là 16, pin cũng rất là trâu, 7,900 ha. Màn hình là màn hình AMOLED á mọi người, con này thì không có xài SIM nha mọi người, con này chỉ xài trục Wi-Fi thôi, không có xài SIM, có nghĩa là con này là bản xài Wi-Fi không xài SIM. Có thẻ nhớ đây nữa nè mọi người, có gắn thẻ nhớ đây nữa nè, cái thẻ nhớ mình để đâu mất tiêu, quên mất tiêu rồi. Đó, con này thì màn hình super, màn hình AMOLED rất là đẹp. Đây, mọi người nhìn là cái màn AMOLED nè. Đó, mọi người nói chung màn AMOLED thì mọi người biết rồi ha, mình mua cái này về hát karaoke, kết nối Wi-Fi, hát karaoke, kết nối Bluetooth là bao đã nha. Giá thì chỉ có con này 1,3 triệu ta, 1,3 triệu thôi mọi người ơi ha. Samsung Tab S 1,3 triệu, 10,5 inch, hơi bị to á. Rồi video clip đến đây là hết rồi mọi người, thì mọi người xem á nhớ nha, cho TT một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ luôn. Và đây là cái số điện thoại của mình, mọi người mua thì cứ liên hệ trực tiếp nha, 0963 595 262 ha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye.